Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động xã hội thường niên như món quà thiết thực lan tỏa yêu thương đến người có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về. Đợt này, chương trình đã trao 5.694 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền là hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó có 2.172 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân hộ cận nghèo, 2.618 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 904 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền các mạnh thường quân đóng góp thì chúng tôi sẽ chuyển thành những cái thẻ bảo hiểm y tế để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn để họ sử dụng khi chẳng may họ có những cái rủi ro trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong năm nay sẽ tiếp tục vận động để chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng 55 sổ bảo hiểm xã hội cho đoàn viên nghiệp đoàn với số tiền là 196 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở học sinh, sinh viên khó khăn, người dân có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh đó thì trong chương trình này cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố để hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhất là những người lao động tự do mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên thành phố đã cấp cho tất cả những anh em rất là khó khăn, cả gia đình không ai mua được một cái bảo hiểm xã hội hay là xã hội y tế hết. Tất cả anh em trong đoàn xe ôm rất cảm ơn bên thành phố. Song song với hoạt động chăm lo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân và đoàn viên công đoàn.